Minh Su bùng lên vạn tiệc vui. Mở tiệc cùng Mono nha. Kéo vô mắt hả em? Rồi mình chào kết xong rồi mình ra rửa luôn nha. Từ cái bữa mà ông chích đó là thấy là nhiều view á, càng ngày càng tự là nãy mình phụt mắt lên. Tự động quá hả? Tự động. Lấy con cá bỏ mắt hả? Lấy không vui, bữa không vui là té. Rồi cái không vui cái đứa hai con ông chích đủ thường ông. Con ông nào chích đâu. Nè. Cái lúc ngài ngồi cái đứa phun nè. Có sao đâu. Bị gì đâu. Ê, luôn. Vậy nè. Chậm đi em ạ. Đừng, tôi không sao em ơi, không sao. Chứng chứng minh là không có sao hết trơn á. Mở người một cái nữa. Nè, thử đi. Không có sao. Trời ơi. Ôi, đâu có gì đâu. Anh. Rồi rồi, thấy cái gì vậy? Quay đi quay hai ngày một đêm. Trời ơi. Ê, như vậy? Làm lại đi. Jenny bật mí những câu chuyện bí mật. Mọi người nghĩ Diễm có tình cảm với Hiếu ư? Tất cả chỉ là truyền thông thôi. Để Jenny bật mí cho mọi người khoảnh khắc Diễm nghi ngờ bé út đang sử dụng chiêu trò truyền thông. Yeah, ơi. Ủa, nhảy đó về luôn á chị. Đâu lắm thiệt chị ơi, nhả gì chị ơi. Ôi, trời ơi. Wow. Tự nhiên chơi thắng cái nhả. Ok, như vậy là đội. Em không cái chị nói nhả là sao vậy trời. Ok, hay lắm. Sao ok kiểu đó chị ơi. Wow, tuyệt vời lắm. Cảm ơn đội. Trời ơi. Anh hơi đẩy phụ nữ lên thôi anh. Trời ơi. Tôi hơi như lắm bài này thôi. Nghệ sĩ trẻ xô gãy cổ đàn anh. Nhắm mắt lại. Áo mấy cái. Nhắm mắt. Kéo vô mắt hả em? Lắm. Rồi mình chào kết xong rồi mình ra rửa luôn nha. Lắm. Đừng có bị ấy nha. Tại anh Huy đó. Đừng vội nó tày á. Ủa Hiếu nghỉ chơi lâu rồi mà sao có cát được. Anh biết nãy giờ. Không mà nãy giờ đó là vàng ba cái được Hiếu. Đó. Chuẩn bị giờ thuốc nhỏ mắt cho Hiếu cát. Trời ơi. Anh hơi mạnh bạo cho em Hiếu ơi. Tuấn lấy nhỏ luôn nè Tuấn. Tí nữa rửa mới được. Không sao hết á. Ừ, cái bữa mà ông chích đó là thấy là nhiều view á, càng ngày càng tự là nãy mình phụt mắt lên. Tự động quá hả? Tự động. Lấy con cá bỏ mắt hả? Lấy không vui, bữa không vui là té. Rồi cái không vui cái đứa hai con ông chích đủ thường ông. Con ông nào chích đâu. Tự lấy cái tay. Nhiều cái. Bây giờ tự lấy cái tay. Nè. Cái lúc ngài ngồi cái đứa phun nè. Nhắm mắt. Có sao đâu. Bị gì đâu. Ê, luôn. Vậy nè. Đừng, tôi không sao em ơi, không sao. Chỉ chứng minh là không có sao. Ok, em mở người một cái nữa. Nè, thử đi. Không có sao. Trời ơi. Ôi, đâu có gì đâu. Anh. Trời ơi, thấy cái gì vậy? Anh ơi, mấy khi được đánh con mà thấm. Cháu chạy dậy. Ông Tâm đổi hình đi à. Cá rồi, hang rộng rồi. Ủa chị nói là hang rộng hả chị? Đồng thanh, tôi đang cần các bạn đồng thanh. Chị nói đi. Đội chiến thắng chính là đội. Không, cái loa chị bị chị nói thôi. Em hang chị ơi. Sao bây giờ chống đối đúng không? Không chống đối. Em mới công bố rồi. Đội chiến thắng là đội ai cũng biết rồi đó à. Không đâu chị ơi. Trời ơi. Chị không có chuyện gì chị. Bây giờ tôi cần các bạn hô khẩu hiệu chương trình ở đây. Không, chị ơi, chị nói giùm em cái độ tụi em giùm cái đó chị ơi. Tự nhiên chị im, chị thả lửng, chị không phụt là. Con à rồi, chị không cam tâm à. Sao ạ, bây giờ đội nào là đội chiến thắng à? Các bạn có đồng thanh không ạ? Không, tại vì cái loa của chị bự hơn. À rồi, nếu như các bạn không nói thì đội chiến thắng là đội ai cũng biết rồi ha. Không được chị ơi, chị phải nói rõ ràng chị ơi. Bây giờ xin mời đội hang rộng các bạn lên bốc thanh số đồng hồ cát của mình. Em đi đi. Không có đúng quy trình gì rồi. Sao rồi, có lấy không ạ? Hà lên đi em. Đừng bung ra, giấu nha. Trời ơi, số 1 trong đó chứ gì đâu, giấu che lại, đừng cho đội bên đây coi. Rồi, xin mời các bạn hô khẩu hiệu chào kết cái mát đi ạ. Là gì vậy chị? Ở miền không được lấy ai. Hai ngày một đêm tự do, tự lo nha. Tôi xin hỏi là Đức Phúc nãy giờ hỏi tôi 8 lần. Lấy cái đấy làm gì nha?
Không đi được em ơi, thua rồi. Chị giải lại nha. Cái hành trình của chúng ta hành gọi là hành trình du hành thời gian. Các bạn sẽ trải qua 7 cái thử thách lớn. Sau mỗi một thử thách như vậy, đội nào chiến thắng thì các bạn sẽ được lên bốc thăm. Và trong đây là có số đồng hồ cát khác nhau. Sau tổng hành trình hết thì đội nào kiếm được nhiều đồng hồ cát hơn thì đội đó sẽ chiến thắng và được về với lại thời hiện đại. Đội còn lại ở lại thời tiền sử luôn. Trời, dễ giữ lại luôn. Tôi muốn tôi tự về. Dễ thì bắt tôi lợi được. Tôi muốn tụi tự về. Máy du hành thời gian là chúng tôi giữ mà. Cho nên chúng tôi muốn các bạn về thời nào thì về thôi. Trời ơi. Làm sao mà chơi lại đang tổ chức được. Rồi, bên em rất vui khi đã bốc được cái đó. Okay. Rồi, chúng ta sẽ hô khẩu hiệu chào kết ha. Hai ngày một đêm tự do tự do. Là ghê buồn hay mùa nghe nắng thôi hay mưa đâu có tao đâu anh em mình có nhau. Trang ca và cú lộn của anh ấy xứng đáng là spotlight của tập Jenny bật mí này. Dũng mấy đội hình nha. Ở đây có cái cổng thời gian nè. Rồi. Rồi mọi người bước qua. Quay về thời con gái đi. Em muốn quay về thời con gái của em nữa. Đúng rồi, cho tụi em quay về thời con gái tụi em hết đi. Đúng rồi. Sao chị vậy? Là cao cỡ cho thời tụi em chưa đẻ đi. Đội mình có một phong cách nhau lộn. Thôi mẹ nhà trước đi, mẹ nhà trước đi. Rồi, từ trước đi. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mẹ. Cho khách mời đi. Đúng rồi, đúng rồi. Lát nữa mặc đồ thường ra lắm, không có nhau lộn được đâu. Thôi nhào đi, cho nhào đi. Được, được. Nhào. Tụi tôi muốn nhào. Nhào đi. Nhào nha. Rồi chưa? Thôi nghe cái giật là nhào xuống luôn nha anh em. Kệ, mỗi cái tôi qua mỗi kiểu. Nhào luôn đi. Nhào nha. Hoa, nhào. Nhào chứ. 1, 2. Đúng rồi. Là đi nhanh lên, phải nhanh lên. Vù 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 qua luôn, chỉ có 5 giây thôi. Không ai hiểu hết. 5 giây phải hết 8 người, là người chưa được 1 giây nữa. Ôi trời ơi, của anh mất mấy giây rồi đó anh Giang ơi. Không giận được đâu, anh lại đây. Anh Giang mất 3 giây rồi, anh Giang chạy qua đây. Sao hai cái mùi nhùi ở đây vậy, nhảy này 10 phút rồi. Ủa? Anh Giang mệt quá rồi. Nhưng mà đừng có quăng miếng dài quá là được. Anh nhảy qua đi. Anh nhảy qua đi. Mỗi người nhảy thấp quá vậy. Cao lên. Anh nằm bên trái của cuộc đời. Đúng rồi. Rồi ok rồi. Về dựng cũng được, gửi em dựng cho. Ba cái này trời ơi em dựng hoài. Cắt em đầu đi lóc được làm này dễ lắm. Tụi em cắt đầu được mà chị Niệm, không sao hết đó. Rồi, em dựng cắt đầu luôn á. Hôm nay hai bé này hên ha. Hai bé này hên ha, trời không có nắng. Số rồi chị ơi. Số. Rồi mọi người nhớ làm cho em nha. Mọi người ơi, chương trình của em chưa lên sóng á. Mọi người không quay phim cho em nha. Mọi người không quay phim cho em nha, đúng không? Tụi anh giờ đàn ông rồi, đừng ngân diễm nữa. Ai lộn thì giờ lộn nha. Ai lộn giờ lộn nha, nãy múng rồi thôi. Đúng rồi, anh Giang lộn nha. Lộn đó, thì giờ lộn đi. Lộn cho nó lộn nha. Lộn hoài lắm. Co. Lộn mình đi, mình rồi. Đi tiếp. Hay quá. Trời ơi, đất kho đó. Sao như này? Nãy coi như vậy nè. Đúng rồi, mình nhảy qua thôi mà. Wow. Bước qua nè. Ủa, tao đang xem. Ủa? Lộn lại mẹ ơi, lộn lại. Hiểu rồi, em sai rồi, hiểu rồi. Mát cái điểm ở đó đi. Hiểu rồi, cái điểm ở đó đi. Hiểu rồi, hiểu rồi, giúp mọi người đi em. Lưng đã yếu rồi, lộn 2 lần. 2 lần. Quay cái này cực quá vậy? Cực hơn quay bình thường đó. Cực quá, cực. Đi. Giảm cân thôi, anh nhanh nhẹn quá hả? Dạ, cảm ơn chị ạ. Bây giờ mình làm sai nữa cho mày lộn tiếp. Mày làm sai tiếp cho mày lộn nữa. Mày làm sai 4-5 lần. Ác dữ vậy. Quay đi quay đi quay. Quay đi quay đi quay. Quay đi quay đi quay. Hai ngày một đêm. Trời ơi. Ê như vậy. Làm lại. Làm lại đi. Làm lại đi. Té vậy sai thôi. Làm lại đi. Sao một cái ịch vậy? Trời ơi. Sai điểm rồi, làm lại. Quay lại, làm lại. Sai điểm rồi. Vì sao ta biến qua cái thế giới này mà chưa biết thế giới nào mà nhanh đi các ngươi. Bởi vì ta lộn. Các ngươi đi. Ta chính là vàng công tử. Vàng ra anh em ơi, vàng ra. Vàng.
Trời ơi, anh Giang là đi theo công thức cũ, công thức lộn té rồi đó. Bữa thấy Hiếu té ăn quá trời, hôm nay lộn. Ôi, bộ đồ chúng ta quá đẹp. Quá tuyệt vời ha. Đẹp quá. Nhung lộ quá. Nhưng mà sao tụi em ấy cái là ra ngón tay liền anh lâu quá vậy? Thì mỗi người có một cái chiều giới hạn. Hồi nãy chụp hình, cái ông chụp hình, anh Giang cho em 2 ngày một đêm, đưa hoài đâu có thấy. Nhưng mà sao cái quần của ai cũng lòi ra mà mỗi anh không lòi ra được cái quần nhỉ? Bé ơi, nhìn lại mình đi. Sao vậy? Ủa, đồ em là đồ nữ mà. Hiếu lúc nào cũng vậy, là đồ đẹp, đồ quần bạch mã công tử. Chính Huy là bộ đồ đẹp nhất ở đây luôn. Má tôi chọn. Đây là mọi người bàn bộ đồ đẹp nhất. Được ưu tiên ha. Em nghĩ là bộ đồ của em. Nói lại từ đầu hai bạn. Nói đi cho trận. Em bảo là nãy giờ mọi người bàn bộ đồ mọi người đẹp nhất, còn em nghĩ là bộ đồ của em là xấu nhất. Đúng. Bộ đồ của em là giống như pháp sư vậy. Thời nào cũng có người làm chủ và người làm thuê hết trơn á. Trời ơi. Đội mình có một phong cách nhào lộn. Thôi mẹ nhà trước đi, mẹ nhà trước đi. Đúng rồi. Mẹ. Cho khách mời đi. Đúng rồi. Lát nữa mặc đồ thường ra lắm, không có nhào lộn được đâu. Thôi nhào đi, cho nhào đi. Được. Nhào. Tụi tôi muốn nhào. Nhào đi. Nhào nha. Rồi chưa? Thôi nghe cái giật là nhào xuống luôn nha anh em. Kệ. Mỗi cái tụi qua mỗi kiểu. Nhào luôn đi. Nhào nha. Hoa. Nhào. Nhào chứ. Nhịn. Một. Hai. Đừng mời. Là đi nhanh lên, phải nhanh lên. Vù qua luôn, chỉ có 5 giây thôi. Không ai hiểu hết. 5 giây phải hết 8 người, là người chưa được 1 giây nữa. Ôi trời ơi, của anh mất mấy giây rồi đó anh Giang ơi. Không giữ được đâu, anh lại Giang đi. Anh Giang mất 3 giây rồi, anh Giang chạy qua đây. Sao cái mùi nhùi ở đây vậy, nhảy này 10 phút rồi. Ủa? Anh Giang mệt quá thôi.